Chào bạn! Bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm các từ vựng khác liên quan đến trường học nhé! Từ đầu tiên, ta có danh từ education, là giáo dục. Education. Education. Nhớ là education, chứ không phải là education nha. Education. Education. Tiếp theo, danh từ tuition, là học phí. Tuition. Tuition. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nhé. Tuition. Tuition. Ok, giáo dục là gì nào? Chính xác, education. Học phí. Tuition. Very good. Tiếp theo, lecture hall là giảng đường. Lecture hall. Lecture hall. Hai lần nữa nhé. Lecture hall. Lecture hall. Giảng đường là gì nào? Chính xác, lecture hall. Alright, danh từ tiếp theo, classroom, là phòng học. Dễ đúng không nào? Classroom. 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 Giảng đường là gì? Lecture hall, phòng học. Classroom. Học phí. Chính xác, tuition, giáo dục. Education. Good job. Danh từ tiếp theo, dormitory, là ký túc xá. Dormitory. Dormitory. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nha. Dormitory. Rồi, danh từ tiếp theo, schoolyard, là gì nào? Chính xác, sân trường. Chúng ta có danh từ yard, là sân, và school, là trường. Và schoolyard, là sân trường. Schoolyard. Schoolyard. Sân trường là gì cơ? Schoolyard. Ký túc xá. Dormitory. Giảng đường. Lecture hall. Tiếp theo, danh từ laboratory, là phòng thí nghiệm. Laboratory. Laboratory. Hay chúng ta có thể gọi tắt là lab, phải không nào? Laboratory. Lại một lần nữa nào.